tên là Dương, năm nay mình 20 tuổi. Trước đây mình có bị đau hai khớp tay cụt nhỏ và đi khám bệnh ở bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán là mình bị đau viêm khớp dạng thấp. Mình có uống thuốc tây của bệnh viện và sau một thời gian thì mình cảm thấy nó không bớt đi phần nào. Mình có đi châm cứu ở nhiều nơi nhưng nó cũng không hết. Và mình được người quen giới thiệu cái thảo dược của Mỹ. Và mình dùng thử được 2 tháng. Tháng đầu tiên là mình cảm thấy nó bớt đi được khoảng 5-60%. Và sau mình dùng xong sau 2 lọ này, sau 2 tháng là mình cảm thấy nó đã hết hoàn toàn. Tôi sẽ giới thiệu loại thuốc này đến người thân, bạn bè và mọi người. Mong là những ai mà mắc bệnh giống tôi là sẽ nhanh chóng hết bệnh như tôi.